Tết nguyên đán tân sửu cận kề, nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không tăng cao. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến ngày một phức tạp. Trước thực tế này, ngành hàng không đã nâng mức phòng chống dịch bệnh lên mức cảnh báo cao nhất, thực hiện tất cả các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và cán bộ nhân viên đang làm việc tại sân bay. từ khi có hướng dẫn của bộ y tế về việc người từ vùng không phải ổ dịch vẫn được về quê đón tết công tác bảo đảm khai thác an toàn quy trình bay vẫn được cảng hàng không quốc tế nội bài thực hiện đầy đủ và hành khách vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng hành khách đều cảm thấy an tâm hơn đồng thời chủ động các phương án phòng chống dịch Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, ngay từ khi có thông tin ca nhiễm đầu tiên đã thực hiện các phương án tăng cường phòng chống dịch, nâng cao tần suất phát thanh hướng dẫn cho hành khách thực hiện 5K, kiểm soát nhiệt độ, tăng tần suất phun khử trùng nhà ga và các khu vực nhạy cảm, truy vết, cách ly đối với nhân viên có tiếp xúc, bảo đảm các quy trình hoạt động khai thác liên tục tại sân bay Nội Bài.